Với sự bùng nổ của điện thoại thông minh và công nghệ phát triển, những thương nhân tại bờ biển Nga lần đầu tiên được tiếp cận với thị trường bán lẻ trực tuyến, cũng như tiếp cận với một nền tảng khách hàng rộng mở hơn. Cũng giống như những thương nhân khác tại khu vực buôn bán sầm uất tại Abidjan thuộc bờ biển Nga, Neba là một nhà buôn sĩ thường vận chuyển những hàng hóa của mình theo đường thủy đến Dubai hoặc là Trung Quốc. Họ cũng có thể chờ đợi khách hàng từ khắp mọi nơi ghé thăm gian hàng của mình. Tại đây, những gian hàng tuy nhỏ bé chật chội nhưng bán không thiếu một thứ gì, từ quần áo, rau quả, trang sức cho tới những thiết bị điện gia dụng. Giờ đây, nhờ một nền tảng trực tuyến mới mà những thương nhân có thể gia tăng lợi nhuận của họ thông qua tiếp cận với một cơ sở khách hàng rộng lớn hơn nhiều. Hồi đầu năm nay, sự xuất hiện của trang web bán hàng trực tuyến Kemu đã mở ra một thị trường mới cho những nhà bán lẻ và những doanh nghiệp. Những người sáng lập ra trang web này cho biết họ hy vọng có thể tạo ra một trang web eBay tại châu Phi. Không như những trang web bán hàng trực tuyến thông thường, Kemu còn hoạt động như một trang web tư vấn, cung cấp cho người dùng những lời khuyên làm sao có thể vận hành doanh nghiệp của họ một cách hiệu quả nhất. Tại Kemu, khách hàng có thể tìm thấy những thông tin cần thiết cho việc cải thiện mạng lưới marketing, làm sao để tăng thu nhập, cũng như làm sao để tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng và tiền điện. Nhờ vào nó mà tôi kiếm được nhiều tiền hơn, có một số mặt hàng trước đó tôi không thể bán được, nhưng Kemu đã giúp tôi tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Ngoài ra, Kemu còn giúp các doanh nghiệp quảng cáo các sản phẩm của họ trên những trang web khác, sắp xếp theo từng danh mục và giao hàng. Với mỗi sản phẩm bán ra, Kemu sẽ hưởng từ 10-20% hoa hồng. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Abidjan là một trong 10 thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất tại lục địa, với một tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của điện thoại thông minh đã giúp hàng triệu người châu Phi lần đầu được tiếp cận với Internet. Đối với những thương nhân như là Alibaba, sự dễ dàng của kinh doanh trực tuyến và mật độ sử dụng điện thoại thông minh của người dân châu Phi đã làm thay đổi hoàn toàn hình thức kinh doanh truyền thống của ông. Chúng tôi thường bán hầu hết các hàng hóa nhưng lại không nhận được đầy đủ tiền và điều đó không hay chút nào. Tuy nhiên, khi chúng tôi bán trên Kemu, chúng tôi nhận tiền rất nhanh. Khách hàng muốn mua được hàng từ chúng tôi thì phải trả tiền ngay lập tức. Chúng tôi là những nhà buôn sĩ thì cần phải có nhiều tiền thì mới mua hàng mới được. Tuy hình thức bán lẻ trực tuyến vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ, nhưng nhờ vào một tầng lớp trung lưu hiểu biết công nghệ mà nó đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Theo tập đoàn thương mại điện tử Africa Internet Holding là chủ sở hữu của Kemu, kinh doanh trực tuyến sẽ mở ra một lợi thế cạnh tranh dành cho những người bán buôn. Khi bạn nhìn thấy nhiều người đến Anh hay là Pháp để mang nhiều túi hàng hóa về châu Phi, bạn sẽ cảm thấy dường như thiếu một cái gì đó. Mọi người buộc phải đi để mang hàng hóa về là điều không bình thường chút nào. Do vậy mà chúng tôi nghĩ rằng phải làm một điều gì đó để hàng hóa tự tìm đến mọi người, chứ không phải mọi người cứ phải đổ xô đi tìm hàng hóa. Tuy phát triển nhanh chóng nhưng kinh doanh trực tuyến tại châu Phi vẫn còn đối diện với nhiều thách thức, ví dụ như là cơ sở hạ tầng còn yếu, khủng hoảng nguồn cung cũng như làm sao để khiến cho người dùng tin tưởng những trang web bán lẻ khi họ sử dụng thẻ ngân hàng.